Mày nói nghe. Lên. Hết hổ luôn. Từ từ. Chưa. Quá trời ơi. Từ từ đúng không? Rồi. Ôi, quá rồi. Ôi, quá trời. Trời ơi, nó to rồi ông thằng ơi, con cá. Trời ơi, kinh khủng luôn. Nãy em mới rồi. Nãy mới thấy cái chém luôn á trời. Trời ơi, luôn cái chép. Nhảy lắm á. Đó, em nổi mà. Giờ em đi đó. Đó. Đó nè. Tôi sinh ra miền quê đầy nắng gió. Cát bụi mờ xóa lấp gót chân tròn. Quá, quá lộ rồi. Nổi luôn. Quá. Đó, thì ta leo nhảy. Quá rồi. Giỡn thứ 3, thứ 4 này. Trúng bánh luôn. Thấy cái lùng giặt không? Dạ. Quá đẹp luôn á. Có được. Đi hết mà ta không có ăn được cặp ở trên. Wow, quá đã luôn. Lòng tôi luôn nghĩ về quê hương ông, nhớ tình mẹ. Cái này cái mình xài phục cà phê là cái nào tốt hơn anh bảy? Này hay hơn cái kia. Cà phê nó mau hư á anh. Nó mình hở tiền cái là đủ không còn. Ủa cũng im mà chứ ít gì. Gẹn luôn. Đổ hết. Quê hương tôi, nhà thưa tình vẫn thắm. Cứ nghĩ nhìn cái gì vậy? Đúng rồi, quá. Đúng rồi, cám. Ngày mới xin chào cả nhà ha. Hôm nay cao bạn tẩy đang ở giữa đồng luôn. Thì hiện tại mình đang tới cái giới nhà ơi. Cái gì tới được nước bình à. Xa quá chữ này mẹ muốn giờ đây gì hả? Dạ. Nè mẹ hả? Dạ. Lần đầu tiên chạy chiếc xuồng đó. Ồ, sáng qua ảnh chạy đi vẻ mà mình đi lên theo quay cho ảnh mắc cười lắm rồi. Đó, anh thấy con ếch nằm đó đó. Ừ. Em đuổi con chuột. Em nói con chuột tới số với em rồi. Nó mà đập lặn rồi, đủ nữa chừng 3 vòng. Ngủ
Trời ơi, cái đáp cụ là. Nước lớn rồi, cá chết nhiều ghê luôn. Tập chạy ghe đồ cái gì, vợ qua em chở vợ em đi vòng vòng cánh đồng. Qua mà đổ hết vào luôn mà luôn dữ vậy. Giống cá chép mà. Trời ơi quậy kìa. Ta đâu có cá chép. Quá trời quậy. Qua cái lô vậy hả? Cá giống trình vào cái. Dữ vậy. Trời ơi nó to kìa ông thằng ơi, con cá. Trời ơi, kinh khủng luôn. Lại em mất rồi. Lại mới thấy cái chép luôn á trời. Mã tôi luôn kìa. Anh ơi. Rồi xong. Thấy cái chép chạy sừng như ba. Rồi, được cái dân thứ hai. Chờ tao không biết được rồi. Đổ trong này đổ ra ngoài có lý. Vợ tôi nó sợ bắn mấy dịch. Cái dép vũ lên cái lúc trên hết. Con tư người sẵn đồ ngay, con tư tống ngay, con tư vũ. Có chép gì à? Không có. Tư sẵn đồ ngay. Có cà leo. Rồi xong cái thứ hai. Rồi mình đến cái giấn thứ ba và thứ tư ha. Mây đen kéo đến rồi, nguyên đám mây đây nè. Trời hôm nay là nắng kinh khủng luôn. Đến cái dân thứ ba. Này nước hơi trong hôm qua nên bậy. Mấy cầu hết nó đi rồi. Qua gì đâu mà nó đục ngầu luôn, đỏ ngầu luôn. Cái này có lý anh yên. Đó. Cái lèo á. Lèo nó được. Bữa nay là ông không có bắt kiểu ghê nha. Ta dở lưới lên bắt nha để nhảy uổng lắm nha. Em với anh Bảy ta hợp tác chặt chẽ. Không có chơi nhảy. Uổng lắm.
có dành luôn một ổ là đậu cá già. Ừ. Lưới nhỏ. Đổ cái này vậy. Cá mình tay kia dữ lắm đó mình. Lỗ thấy gì cá linh dày dữ lắm. Quá quá lộ luôn. Quá nổi luôn. Quá. Đó, thì cá leo nhảy. Rồi xong. Rồi, tới cái dân thứ tư. Cái dân này mò nhảy xong ngọn qua nè. Hôm hổm nó ăn rồi nó buộc lại rồi, con ếch đó kìa ha, trong cái bầu cái nồi con ếch đó kìa ha. Dạ dạ thấy rồi. Đó đó. Đó đó bây giờ làm gì không? Kiếm giật mình bỏ vô đó. Cho xong nó giật luôn. Kiếm con gì? Giật bệnh. À. Tính như nó mệt đi mình nó nghỉ á. À. Mình mở đó đó. Đi luôn. Nuôi luôn ha. À, nói, cứ chơi đi, cứ giữ luôn. Khá đó bữa ngậm qua mẹ vậy muốn trọng á. Tụ tí nó tưởng đâu con chuột ở trong cái lú không, cái bụng không à. Ai dè con ếch. Trời ơi, chết với em liền. Phá mày, phá hại mùa màng. Bữa nay lý do sao mà lú cũ bị phá không? Có con cá phai à? Cá phai là sao anh đây? Có con cá phai á. Nó cục hơn cái đập mình. À. Cái này cũng im nè. Mình bẫy hay thì có lỗ này nhiêu xíu mình bẫy để ý hay thì chứ. Phải xa anh dọn được, ông em vũ cho anh dọn thấy mà lại gần cái bà. Mắt đó này đu lặn lặn mắt cay mắt. Nhiều. Ê lặn nước nước mắt mà cam à. Vũ cái tay cá. Cỡ cỡ nhiêu mét nước rồi anh Yên? Dưới đó hả? Dạ. Từ 5 6 mét. Trời ơi dữ đi. Quá rồi. Dân thứ 3 4 này. Chúng mánh luôn. Dạ. Quá đẹp luôn á. Cá được. Cá được. Mà tập không cái này không được cặp bằng trên. Wow, quá đã luôn. Rồi xong. Rồi, mình tiếp tục đến cái giếng thứ 5 và thứ 6 ha. Hôm nay cánh đồng là mặt nước là quá đẹp luôn. Như mặt hồ luôn. Không rợn sóng, nắng kinh khủng khiếp luôn. Con một la làng thấy bà nó rồi. Mà đâu có lỗi là gọi con sáu đâu nó vòng vòng cái đó không à. Sao mà con còn móc không? Ờ bộ có. Cái nẹp nó không lỗ lớn à. Nó hở. Đứng rồi. Đứng rồi cái đẳng hả? Ừ. Có chạy mũi được.
Vĩnh nè. Nhóng là cho lọt đúng rồi. Cái này cái mình xài cục tia là cái nào tốt hơn anh đây? Cái này nó hay hơn cái dây tia. Cục tia nó mau hư hả anh? Ừ. Nó mới hở tia cái là đủ không còn. Ủa cũng im mà chứ ít gì. Gẹn luôn. Ui, quá mê luôn. Rồi, tới kinh dân thứ 6. Cái đục ảnh anh ném chứ, đục ảnh sao bạn đục mình. Hết trơn như cái đục ảnh qua có 7-80 gì. Nó đổ dần dớn anh từ 300 kg vô qua. Chép hả? Chép. Có lèo luôn, cứ đặt. Trời ơi. Bắt luôn đi anh Liên đi. Rồi xong. Bắt luôn đi. Rồi tiếp tục hai cái dấn tiếp theo. Quên rồi, hỏi xong rồi chẳng thôi, khỏe chưa? Đồng bờ là cái người hỏi cần tưởng bắt bò đấy. Ăn bắt bò chả à? Chị mua 1 chiếc. Thôi không dẫn. Đâu dẹp hết đầu chuông. Đâu dẹp sao đầu chuông thì sao. Đánh đồ mà đẩy á. Đầu chuông thì ra tách tay. Có vỏ không ấy. Đây chứ bảy đi mình lên nè. Phải không? Phải. Không phải hả? Ừ không phải. Mở không miếng ta. Mày chưa mở cái gì vậy? Cái mày chưa mở lắm á. Mở hết trơn rồi. Tao mở hai miếng thằng hai miếng luôn. Dạ. Có mày á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có mì dinh nữa. Rồi cái lưng nó gặt rồi. Còn cái heo nó dài đủ rồi. Rồi xong. Rồi anh Tẩy và anh Điên của cái giếng này tiếp tục qua cái giếng kia thứ 10 nha. Dính cái giới thứ 10. Đúng rồi, sâu lắm mày. Hôm qua cái chỗ anh đứng còn tới cổ anh này. Nắng rồi chuyển, chuyển rồi nắng. Hướng đó đang mưa đó. Tới cái giếng thứ 10. Ngày nắng cũng đủ. Giờ trời chuyển mưa mát rồi. Trước mặt đó là núi Sam đó cả nhà. Đó, cảnh đó đèn hết rồi. Xong rồi, xong cái giếng này tiếp tục giếng thứ 2. Trời có chuyển đèn à. Rồi mình tiếp tục tới cái giếng thứ 11 và thứ 12 ha. Đó cái giếng thứ 11 thứ 12. Rồi xong. Đó cái giếng thứ 11 12.
dưới vậy cá còn. Còn đó, còn cái dưới còn. Còn cái này. Dưới chỗ trò gói luôn rồi, chỗ này. Cái gì vậy? Có là ba, có là tám. Rồi xong. Rồi xong, tiếp tục cái giống thứ 12. Ồ, quá gỗ chưa, đó dở nổi bên đen quá trời luôn rồi. Nhỏ nha. Lên. Hết nổi luôn. Từ từ. Chưa. Quá trời ơi. Từ từ xuống à. Trời. Ôi, quá rồi. Ôi, quá trời luôn rồi. Rồi xong cái giếng vô cá kinh khủng đi. Rồi, anh Niên cuộc xong cái giếng đó mình vào dựa ha. Rồi, mình ra ngoài tới sông Vĩnh Tế rồi ha cả nhà. Hôm nay bội thu ha. Mình thăm tổng cộng 12 cái giếng, còn 6 cái giếng mình không có thăm ha. Mình để ngày mai. 6 cái giếng là 12 cái giếng là bội thu luôn. Trời nắng hôm nay là gần 38 độ đó cả nhà. Giờ nó đang chuyển đen, bắt đầu trời mưa á. Nó bớt nắng một chút. Thì cũng như mỗi khi á, là bên tay phải Kha á, để Kha phóng to ra, thì đó là nhà của vợ chồng anh chị Bảy. Bên tay trái á, là dựa của chú Bảy, dựa cái Linh. Thì anh Bảy anh đổ dựa vào á, đổ cá vào dựa. 11 giờ ảnh và chị sẽ đi qua lửa. 11 giờ khuya chị Bảy đang bơ qua ghe nhỏ nhỏ trước mặt á. Hôm nay do là còn 29-30 ta còn tương cô chú anh chị, nên anh Bảy ảnh không dám dỡ hết giếng, chừa lại 6 cái. Mình dỡ 12 cái để coi thương lái họ có đặt anh Bảy cá nhiều thì anh Bảy ngày mai sẽ dỡ hết ha. Cao đó.
Rồi, về tới giữa rồi ha. Tắt máy. Đây nhà của anh Bảy nè. Đó thừa đó. Đâu đây, không biết lại đây. Nó giờ đầu kem chết luôn hết rồi. Dạ. Bữa nay không ai mua cá thả nên là đậu. Bữa nay nữa. Đầu thùng nó im quá. Thùng nữa đổ hết luôn được. Chết đi trời. Chết. Được đấy mình trắng rồi đâu. Chết đi vô. Ừ. Bự ra, bự á. Bự bự ra. Cái kiểu nó sao. Trời ơi, trời liền liền đi đó, cái đầu nó chi mới chịu. Gì không được. Trời ơi, lên đầu nó xuống á. Trời ơi, con cá chép rồi đó. Nó thật. Có là chút tỉnh là nó chịu. Cá nhớ trong cá trong bọc luôn á. Nè nè nè. Anh phải đổ vỏ à? Vỏ bà con Hằng ơi. Chị Hằng không phải bây giờ chim bán cái màu hết rồi điện thẳng cho chị Quân Hằng đâu là tiếp giải túi có lưng rồi trời ơi không có tính luôn cũng cũng ảnh là hả còn bao hóc gì đó bao hóc bao hóc bao nhiêu lỗ nè mấy màu hóc nó gì vậy vậy lắm. Cái anh Sáu anh lành cái Sáu có giọng bự lên luôn hả? Không hết nữa hả? Không, bỏ muối rồi. Tỉnh có nhiêu nhiêu nó ở ngoài. Sao mới dán nó già, sao mới dán vô cái đầu gối của bì á. Cuộn dán em cái bì á? Cuộn dán, ừ. Rồi mày dở lên. Để cả 100 kg mà lấy có mười mấy ký à? 16 kg. Này dở lên nguyên, dở thì dở dở. Tự rồi đó, tự rồi đó. Chị anh Sáu nào cái giọng như trong người. Mưa mưa rầm cái trời. Cái đục ở đây. Cái đây cái gì? Đó, lụ đó. Lụ trong đi. Không? Ừ. Đi, đi. Rồi gặt ba cái miệng xuống anh. Rồi xuống lại hơn lúc. Anh biết em qua về nhưng mà tát đụng qua còn 50 ký nữa. Cá, hết trời cá rồi giết thằng. Cái đục mà xúc nó hết cá nó còn 10 ký. Đục mà nữa không? À, cắt lên là 10 ký. Cá của Bảy ngày qua mà còn rộng hay cái gì? Con mới xuất ra. Trời ơi, còn dư nhiêu dẻo hết rồi. Trời ơi, tao
9 giờ vô dèo đó chú ơi. Giờ bự đó hả? À, hôm nay đó. Rồi, bữa nó có từng vàng nữa nè. Mới một vàng nguyên vàng đủ và này đổ đó luôn. Bữa nay chỉ một vàng này mình bán đi. Mới lại kia là khỏi bán luôn. Mới được ép vô vô dèo. Bây giờ có mấy trăm ngàn đủ mà bữa lấy mấy triệu không lấy. Giữ vàng tự tin dữ. Không còn. Chưa chắc ăn được vậy. Nó bữa nay dở lên ăn còn, dở lên ăn còn, còn nhảy ra ngoài. À có chị muốn chị ăn. Dạ không. Có tụi chị ăn. Chị chưa. Chỉ là chim cái là xanh xanh liền gì? Thì Kha cũng xin chào tạm biệt cả nhà ha. Kha xin tạm dừng video đến đây. Thì trước khi kết thúc cái video á, cả nhà cũng cho Kha mình một like và một lượt đăng ký ha. Thì hôm nay là Kha và anh Bảy đi thăm có 12 cái giếng à, cô chú bác anh chị. Lý do là ngày này là ngày 30 á, 30 tháng 8 âm lịch là ngày ăn tương á, nên mối lấy cá linh không có nhiều nên không dám đổi nhiều. Thì thôi Kha cũng xin cảm ơn cô chú bác anh chị đã ủng hộ video của Kha ha. Kha cảm ơn rất nhiều.